Không, rất là đơn giản đúng không? Có thể là một chiếc quần jean, một đôi giày thể thao, cái áo phông là ok đúng không? Nhưng mà ngày trước ấy, những cái thập niên 50 ấy, thì họ ăn mặc rất là cầu kỳ. Họ sử dụng rất là nhiều họa tiết chi tiết trên một cái bộ trang phục. Và họ sử dụng rất nhiều phụ kiện như là dây chuyền, vòng đeo tay, rồi hoa tai, rồi đủ các thứ. Họ cho rằng là ăn mặc càng cầu kỳ, càng rườm rà bao nhiêu thì lại càng đẹp. Và họ rất thích cái kiểu rất là rườm rà và lộng lẫy như vậy. Đấy là về thời trang của những thập niên